nhau. Đêm chung kết, màn giao đấu giữa các siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1 và mùa 2. Gương mặt nào sẽ trở lại để tranh tài? Hãy chào đón sự trở lại của Hà Việt Hoa, Tuấn Phi. Ai sẽ giành chiến thắng? Cái tinh thần của đối thủ hiện nay đang hơi chao đảo. Em có nghĩ em có tự tin không? Thì em đến đây cũng đã chuẩn bị tâm lý tự tin rồi. Với một cái đối thủ mà khá là tự tin như vậy, làm cho em cảm thấy áp lực hơn hay là em lại càng muốn tự tin hơn? Em xem đất giá giống như đông đội cùng đậu và chiến thắng một phần thí chứ không phải là chiến thắng nhỏ. Xin chào những tân binh của siêu trí tuệ Việt Nam. Hãy cẩn thận vì Hà Việt Hoàng của 2021 mà các bạn sắp sửa đối mặt là một phiên bản nâng cấp hơn của chính tôi ngày trước. Điềm tĩnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Đón xem tập tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. Với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2, lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Số độc đắc lúc 21 giờ thứ năm và thứ sáu hàng tuần trên Vi Giải Trí. Độc quyền trên Vion. Phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, ba, tư hàng tuần. True Beauty, vẻ đẹp nhất thực. Phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.